quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trường Giang tốn Miyu đi xe 4 tỷ ở nhà mười mấy tỷ. Trong chương trình game show gần đây, Miyu bị Trường Giang tố là đại gia, sở hữu xế hộp hàng tỷ đồng cùng nhiều bất động sản giá trị. Người hâm mộ không còn quá xa lạ với biệt danh đại gia ngầm của showbiz khi nhắc đến Miyu. Mới đây khi tham gia cùng chương trình game show với Trường Giang, Miyu lại một lần nữa bị nam danh hài yêu cầu mua vi cá bào ngư cho mọi người trong đoàn. Đến lúc mếu máo than nghèo thì bị Trường Giang bóc mẻ hàng loạt tài sản giá trị cùng nguồn thu khủng từ kinh doanh. Trường Giang tố Miyu sở hữu khối tài sản khủng và nguồn thu lớn từ kinh doanh. Trong một lần lỡ lời, Miyu cao hứng bảo rằng có mua cho mỗi người trong đoàn quay một phần bào ngư và xin tố, nên mong Trường Giang hãy nương tay cho cô. Chính vì thế, ngay sau khi quay xong, cô đã bị nam danh hài bắt bỏ tiền ra khao mỗi người một suất phi cá hải sản. Lúc này, người đẹp mới hoảng hốt ngồi mếu máo với Trường Giang: em chỉ còn có 2 triệu, mọi người có thể uống xin tố hay món gì rẻ hơn không? Mặc dù vậy, nhưng Trường Giang vẫn lạnh lùng cho rằng không có tiền mặt thì chuyển khoản. Miyu rất giàu, chẳng lẽ không khao được mọi người? Thậm chí nam danh hài còn tiết lộ đi cái xe 4 tỷ mấy ở cái nhà mười mấy tỷ, bán một cái đầm lại 4 triệu, một ngày bán 400 cái thì giàu kinh khủng, làm gì mà không khao được. Đến khi bị đồng nghiệp khác bốc mẻ là đại gia bất động sản, Miyu chỉ biết khóc ròng mà than rằng: không có, tôi chỉ là con bé bán quần áo thôi, bán ấy lắm nên đừng ăn. Cuối cùng Miyu cũng phải bỏ ra tới 18 triệu đồng để khao vì cá hải sản cho cả đoàn quay. Cộng đồng mạng khâm phục trước sự tài giỏi của Miyu. Cộng đồng mạng không quá bất ngờ trước những thông tin mà Trường Giang tiết lộ, bởi lẽ ai cũng biết rằng Miyu không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, có tài kinh doanh. Người hâm mộ đã không ngừng để lại nhiều lời khen có cánh cho nữ diễn viên. Không ít cư dân mạng cho rằng ở tuổi này cô có đủ tất cả những thứ khiến những người con gái khác phải ghen tị. Ý kiến từ cộng đồng mạng: chị vừa xinh đẹp lại tài năng thông minh thế này thì ai chơi lại. Miyu nói chuyện cực duyên luôn, nhìn mỏng manh yếu đuối nhưng thực chất là cô gái cá tính và mạnh mẽ. Chẳng có bất ngờ vì thông tin này, bởi lẽ Miyu giỏi thì ai cũng biết. Con gái thông minh xinh đẹp lại giàu có hiếm ai theo được. Khối tài sản khủng của Miyu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù còn trẻ nhưng khối tài sản Miyu nắm trong tay khiến người khác ngưỡng mộ. Cô sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang do chính mình thiết kế, tọa lạc tại các đường phố lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài thời trang, cô còn đầu tư 15 tỷ đồng vào khu mua sắm vui chơi kết hợp ẩm thực thời trang đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về khối tài sản khủng của cô thì mọi người không ngần ngại mà bảo rằng đại gia bất động sản. Cô sở hữu nhiều căn nhà sang trọng đắt đỏ những khu phố sầm uất. Năm 2017, cô mua hẳn một lúc 3 căn hộ khiến người khác phải kinh ngạc. Trong thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng chi số tiền lớn để sắm xế hộp tiền tỷ và những căn biệt thự đắt đỏ khác. Miyu là cô gái xinh đẹp nhưng rất tài năng, bản lĩnh. Bằng sự cố gắng hết sức mình trong công việc, cô đã gặt hái được nhiều thành công khiến những người khác ngưỡng mộ.